Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Hành Nhật 123. Trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chiếc lò vi sóng của hãng Hitachi. Đây là sản phẩm thuộc hàng nội địa Nhật và có model là MROTS8. Thì chiếc hôm nay mình giới thiệu thì có màu đỏ và đen. Như các bạn đang nhìn đây thì đây chính là cơ bản của chiếc cái sản phẩm này. Cũng giống như các sản phẩm khác thì đều có hướng dẫn sử dụng từ nhà máy. Toàn bộ cái phần này thì đều là bằng tiếng Nhật vì đây là sản phẩm Nhật. Nhưng mà những cái phần này chúng tôi có hết bản dịch bằng tiếng Việt để cho các bạn dễ sử dụng hơn. Ngoài ra có bất cứ thắc mắc gì mà chưa rõ mà ở xa chẳng hạn, các bạn có thể gọi FaceTime chúng tôi bất cứ lúc nào để nhờ hướng dẫn. Chúng tôi luôn sẵn sàng chờ điện thoại cho các bạn. Chiếc lò này có dung tích là 31 lít. Dung tích rất là to thì như thế giúp chúng ta có thể nướng được những con gà hoặc nướng được những món ăn đủ phù hợp với cho cả gia đình hoặc có những cái bữa tiệc nhỏ nhẹ. Thì chiếc lò này rất là phù hợp. Chức năng chính của chiếc lò này đó chính là lò vi sóng kiêm nướng. Ngoài chức năng nướng phức tạp hoặc là những cái chức năng nướng cầu kỳ ra thì chiếc lò này còn có một chức năng như một cái lò vi sóng. Vi sóng ở đây mình sẽ mở phần bên trong cho bạn xem. Ở đây còn thiết kế được một cái cửa kính nữa và có đèn chiếu ra cho nên là chúng ta có thể quan sát được cái phía bên trong của lò. Đây là phần bên trong thì sẽ có hai cái khay, một khay là khay nướng và một khay là khay vi sóng, thì là khay sứ đây. Đấy, đây là cái khay sứ, còn đây là khay nướng. Và đây khi mà chúng ta dùng cái chức năng vi sóng thì không cần phải đĩa quay. Hơn nữa các bạn có thể nhìn thấy lại bên trong lò được mạ sơn tĩnh điện rất là mịn như thế này, để khi chúng ta thứ nhất là tránh đồ ăn bám khét lên đây, thứ hai nữa là giúp cho chúng ta khi lau chùi vệ sinh thì sẽ dễ dàng hơn và đơn giản hơn. Nhưng bạn đã nhìn lại bên trong rất là đơn giản thôi, để chúng ta càng đơn giản bao nhiêu càng dễ dùng bấy nhiêu ở cái phần này và dễ vệ sinh. Tiếp theo nữa, có một cái đặc điểm của hay nữa ở chiếc lò vi sóng và kiêm nướng này nữa, thì ngoài nướng thông thường ra thì chiếc lò nướng này còn có một cái chế độ nướng bù ẩm. Tức là chúng ta sẽ cho khay nước tinh khiết vào đây và cho vào để trong quá trình nướng ấy, thì là nó sẽ phun hơi nước lên để giúp cái thực phẩm của chúng ta ở trong lò sẽ không bị khô, và khi ăn sẽ giữ lại độ ngọt nguyên bản của cái thực phẩm ban đầu chúng ta đưa vào. Như thế thì cực kỳ ngon. Và chiếc lò này thì cũng là khá là nhỏ gọn, không quá tốn diện tích của căn bếp của chúng ta, mà nó lại có hai chức năng như thế thì lại tiện dụng hơn rất là nhiều. Sản phẩm này thì đang có sẵn tại cửa hàng của Hàng Nhật 123. Các bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm thì hãy comment ở bên dưới, nhân viên của chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp cho bạn, hoặc gọi theo số hotline 0947286123 để đặt hàng và xem hàng trực tiếp. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.